Hello and welcome back. Rất vui được gặp lại các bạn trong ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 4 trong sách Starter TOEIC. Tiếp theo chúng ta bước sang phần thứ 2, Participles and Participle Clauses, phân từ và những mệnh đề phân từ. Vậy thì phần này chúng ta đã được học trong phần học ngữ pháp rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một chút xíu trước khi mình làm bài các bạn ha. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại về phần participle là những phân từ. Vậy thì những phân từ này bản chất thật của nó là những động từ được thêm in hoặc là thêm ed và nó được dùng như là những tính từ. Vậy thì những tính từ bổ nghĩa cho danh từ đứng sau nó và bản chất thật của nó lại là động từ, do đó người ta gọi nó là động tính từ các bạn ha. Participle là phân từ hay còn được gọi là động tính từ và nó có hai dạng. Thứ nhất là hiện tại phân từ luôn luôn ở dạng verb in. Hiện tại phân từ là dạng verb in. Nó mô tả bản chất thật của sự việc và luôn luôn mang nghĩa chủ động. Các bạn lưu ý ha, hiện tại phân từ ở dạng verb in luôn luôn mang nghĩa chủ động. Và cái thứ hai là quá khứ phân từ ở dạng verb thêm ed. Nó mô tả trạng thái của con người hoặc sự vật khi bị tác động hoặc và nó luôn luôn mang nghĩa bị động. Quá khứ phân từ dạng verb in luôn luôn mang nghĩa bị động. Tiếp theo chúng ta sang participle clauses là những mệnh đề phân từ. Những mệnh đề phân từ này thực chất ra chúng ta còn gọi là những dạng rút gọn của chủ từ các bạn ha. Mệnh đề phân từ còn gọi là dạng rút gọn của chủ từ. Khi mà chúng ta dùng hai câu liên tiếp cùng với một chủ từ thì mình có thể rút gọn một chủ từ trong hai câu đó để làm cho câu văn ngắn gọn, xúc tích và hay hơn. Thì đây gọi là dạng rút gọn của chủ từ. Và chúng ta có thể rút gọn chủ từ của những câu ở các thì đơn và thì hiện tại hoàn thành hoặc là quá khứ hoàn thành. Thứ nhất là đối với các thì đơn thì chúng ta có thể rút gọn hai câu cùng chủ từ ở thể chủ động thì chúng ta sẽ còn lại là verb thêm in. Đối với các thì đơn, hai câu cùng chủ từ ở thể chủ động còn lại là verb in, hai câu cùng chủ từ ở thể bị động sẽ còn lại là verb 3. Và tương tự đối với các thì hoàn thành, khi mà chúng ta rút gọn hai chủ từ giống nhau ở dạng chủ động còn lại là having verb 3 và thể bị động sẽ là having been verb 3. Mình nhắc lại ha, đối với các thì đơn, khi rút gọn một trong hai chủ từ giống hệt nhau mà ở thể chủ động thì chúng ta sẽ còn lại là verb in, thể bị động chúng ta còn lại là verb 3. Và các thì hoàn thành, khi rút gọn hai chủ từ giống hệt nhau, mình rút gọn đi một chủ từ trong câu chủ động thì sẽ còn lại là còn lại là having verb 3 và thể bị động còn lại là having been verb 3. Ok, như vậy thì mình đã vừa ôn xong một chút xíu về phân từ và những mệnh đề phân từ. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần luyện tập, chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập các bạn ha. Bây giờ chúng ta bước sang phần bài tập đầu tiên, exercise A, mời các bạn lật sách Starter TOEIC trang 27. Rồi trang 27 sách Starter TOEIC, chúng ta sẽ bước vào làm câu số 1. Có những tin tức rất là thú vị. Vậy thì ở đây chúng ta thấy sau chỗ trống mình có danh từ là news, chỉ sự vật, những tin tức. Và bản chất của tin tức này thì là thú vị, nó mang nghĩa chủ động. Vậy thì khi mà một sự vật, sự việc nào đó có bản chất thật, mang nghĩa chủ động thì chúng ta luôn luôn chọn là dạng verb in, chọn đáp án C các bạn ha. Phân từ ở dạng verb in. Sang câu thứ 2, cô ấy đã bị ngạc nhiên. Vậy thì đây có phải là bản chất thật của cô ấy không các bạn? Cô ấy tự nhiên bị ngạc nhiên hay là bị tác động làm ngạc nhiên ạ? Chính xác là cô ấy bị tác động làm cho ngạc nhiên. Vậy thì là ở thể bị động, mà bị động, quá khứ phân từ ở dạng bị động chúng ta luôn luôn chia thêm ed, chọn đáp án là câu D. Và mình lưu ý một chút xíu giữa câu 1 và câu 2. Câu số 1 chúng ta có danh từ là news, nó là một danh từ chỉ vật. Vậy thì thông thường đối với những danh từ mà chỉ vật này thì chúng ta luôn luôn chọn tính từ thêm in 99% các bạn ha. 99% là chúng ta sẽ chọn những cái phân từ mà ở dạng verb thêm in để mà bổ nghĩa cho những danh từ chỉ vật. Bởi vì bản thân của những vật mà khi tồn tại trên trái đất này thì nó đã mang bản chất thật là như vậy rồi, luôn luôn có thể chủ động. Chỉ trừ một số trường hợp ví dụ như là nước bị làm ô nhiễm thì lúc đó chúng ta mới dùng ở dạng quá khứ phân từ thêm ed. Còn nếu không thì chúng ta luôn luôn dùng đến 99% là chúng ta dùng verb thêm in cho vật và verb thêm ed cho người. Bởi vì bản thân con người khi mà bị tác động vào một cái việc gì đó thì chúng ta bị tác động mà mang ở thể bị động cho nên là chúng ta sẽ thêm ed. Còn ngoại trừ nếu như mà bản chất thật, ví dụ ở đây cô ấy là một người cực kỳ thú vị thì sẽ là chúng ta sẽ dùng là she is interesting.
hoặc là she is an interesting person, bởi vì đó là bản chất thật của cô ấy, thì chúng ta mới dùng là verb in. Vậy thì ngắn gọn lại thôi, chỉ cần nhớ là cứ thể hiện chủ động thì chúng ta thêm in, và bị động thì chúng ta sẽ thêm ed. Câu số 3, các bạn để ý trong câu này mình có một dấu phẩy ngăn cách hai mệnh đề lại với nhau. Và mệnh đề sau thì chúng ta sẽ có là chủ từ và động từ luôn. Và mệnh đề trước đã được rút gọn đi. Vậy thì đây là dạng rút gọn của mệnh đề phân từ. Và mệnh đề phân từ cùng chủ từ là chủ từ he. Và các bạn thấy ở đây là thì đơn, he decided. Thì đơn chúng ta gồm 3 thì, quá khứ đơn, hiện tại đơn hay là tương lai đơn, thì bất cứ thì đơn nào cũng được các bạn ha. Miễn sao là rút gọn cùng chủ từ ở thì đơn thôi. Và dạng này là dạng chủ động hay bị động các bạn xem ha. Anh ta cảm thấy mệt cho nên là anh ta đã quyết định về sớm. Vậy thì đây là dạng chủ động. Vậy thì rút gọn chủ từ thì quá khứ đơn ở thể chủ động chúng ta còn lại là verb. Verb in chọn đáp án chính xác là câu C. Tiếp theo câu số 4 cũng tương tự như vậy, mình có dấu phẩy thì giữa ngăn cách giữa hai mệnh đề thì biết chắc chắn đây là dạng rút gọn mệnh đề khi mà chúng ta có cùng chủ từ, và chủ từ ở đây là chữ dependent. Khi mà được nhìn từ một khoảng cách xa thì những bức tranh xuất hiện khá là chân thật. Vậy thì những bức tranh này là một cái vật nào đó được nhìn, thì đây là ở dạng bị động. Dạng bị động mà ở thì đơn thì chúng ta còn lại là verb. Verb 3 chọn đáp án chính xác là câu A, seen from a distance, được nhìn từ một khoảng cách xa các bạn ha. Tiếp theo chúng ta sang phần bài tập exercise B. Chúng ta có động từ đầu tiên located bằng với situated, được tọa lạc. Located bằng situated, được tọa lạc. Và nếu các bạn chú ý một chút xíu thì mình sẽ dễ dàng nhận thấy located ở đây là dạng verb thêm ed, được rút gọn trong mệnh đề phân từ các bạn ha. Dạng rút gọn chủ từ trong mệnh đề phân từ, và chủ từ chung ở đây là The Plaza Villa Hotel. Thì được tọa lạc tại trung tâm thành phố, nên khách sạn Plaza Villa Hotel là một khách sạn xa hoa bậc nhất nằm ở trung tâm thành phố. Sau chỗ trống chúng ta có từ tính từ luxury bổ nghĩa cho danh từ hotel. Vậy thì trước chỗ trống này chúng ta cần loại từ gì mang nghĩa trung tâm để bổ nghĩa cho danh từ hotel các bạn? Chúng ta có đáp án A và đáp án C đều có nghĩa là trung tâm. Tuy nhiên câu A là danh từ, center là danh từ, và câu C, central là tính từ. Vậy các bạn sẽ chọn tính từ hay là danh từ để bổ nghĩa cho danh từ hotel ở đây ạ? Đáp án chính xác là câu C, chúng ta chọn tính từ các bạn ha. Vậy thì một số bạn sẽ thắc mắc tại sao danh từ cũng có thể bổ nghĩa cho danh từ và tính từ cũng có thể bổ nghĩa cho danh từ mà chúng ta lại chọn tính từ ở đây. Thì các bạn chú ý, sau chỗ trống mình có tính từ luxury thì chúng ta có thể có dùng một tính từ bổ nghĩa cho một danh từ được, hoặc là dùng hai tính từ cùng bổ nghĩa cho một danh từ đều được các bạn ha. Thì đây chúng ta dùng hai tính từ để bổ nghĩa cho danh từ hotel, chứ chúng ta không dùng danh từ center. Nếu bỏ danh từ qua đây thì nó sẽ bị lộng cộng danh từ, tính từ và danh từ nữa thì không được các bạn ha. Đáp án chính xác là câu C. Tiếp theo chúng ta có danh từ package là gói cước. Package, gói cước. Và bây giờ các bạn nhìn vào câu số 2 luôn. Chúng ta nhìn vào câu số 2 các bạn nha. Nếu như mà bạn cảm thấy mệt mỏi sau một tuần làm việc bận rộn thì tại sao không đăng ký tham gia vào cái khách sạn Plaza Villa để mà nghỉ ngơi và thư giãn? Thì chúng ta có ở đây chỗ trống này, nếu như mà bạn cảm thấy mệt mỏi, một tính từ dành cho người cảm thấy mệt mỏi, tính từ dành cho người, con người ta bị tác động sau một tuần làm việc thì cảm thấy mệt mỏi. Vậy chúng ta sẽ chọn lại động từ thêm in hay là thêm ed để đóng vai trò làm tính từ ạ? Đáp án chính xác ở đây là câu B, thêm ed các bạn ha, ở thể bị động, người chúng ta bị tác động cho nên là bị mệt mỏi. Và tiếp theo chúng ta có cụm từ check into là verb. Đăng ký ở chỗ nào bạn ha? Check into, đăng ký vào một việc nào đó. Khi mà các bạn vô khách sạn thì các bạn sẽ là check into, và các bạn đi ra, các bạn đóng tiền và trả phòng sẽ là check out các bạn ha. Sang phần bài tập exercise C, câu số 1. Hạn ngạch nhập khẩu của năm nay thì đã được làm đầy. Thì đây là một cái câu thuộc lĩnh vực kinh tế, thì bạn nào mà học kinh tế kế toán thì chúng ta sẽ dễ dàng chọn được ngay đáp án. Hạn ngạch là câu A các bạn ha. Quota là danh từ hạn ngạch. Quota, hạn ngạch. Còn câu B, quote là động từ báo giá. Quote, động từ báo giá. Câu C, quarter
là danh từ một quý hoặc là một phần tư. Quarter, một quý hoặc là một phần tư. Và chúng ta có thể đọc là quarter hoặc là quarter đều được các bạn ha. Câu D, court là danh từ tòa án hoặc là sân. Court, tòa án hoặc là sân. Sang câu thứ hai, vì nhiều lý do thì anh ta không thể nào chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi. Vì nhiều lý do hoặc là vì những lý do đa dạng khác nhau thì chỗ này chúng ta cần ngay chỗ trống này là một loại danh từ, bởi vì trước đó mình có một mạo từ là rồi, một danh từ mang nghĩa nhiều, đa dạng. Đáp án chính xác là câu C các bạn ha, variety. Variety là nhiều hoặc là đa dạng, và thông thường chúng ta sẽ đi là a variety of, luôn luôn đi với lại giới từ of, variety of, và sau đó là một danh từ số nhiều, bởi vì mình variety là nhiều, đa dạng đúng không nào, thì là a variety of reasons, vì nhiều lý do hoặc là vì những lý do đa dạng khác nhau cho nên anh ta đã không thể nào mà chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi. Variety of, nhiều, đa dạng. Câu số 3, việc bán sỉ và bán lẻ thì đã cho thấy sự phát triển không tốt của tháng vừa qua. Chúng ta có danh từ wholesale là bán sỉ, và luôn luôn đi song song với nó sẽ là bán lẻ. Bán lẻ là retail sale. Đáp án chính xác là câu B, retail sale. Chúng ta có danh từ retail là chi tiết, và retail sale là bán lẻ. Bên cạnh đó mình có danh từ divisions là bộ phận. Division sẽ bằng với lại department là bộ phận. Division bằng department, bộ phận. Sang câu thứ tư, vào những năm 1930 thì đã có một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thất nghiệp trầm trọng. Chúng ta có từ 1930 có thêm S, tức là những năm 1930, tức là từ năm 1930 cho đến năm 1939. Còn nếu như không có S ở đây thì sẽ là chỉ vào năm 1930 không thôi, các bạn lưu ý ha. Và tiếp theo tính từ worldwide là toàn cầu, worldwide, toàn cầu. Và chúng ta có tính từ economic là thuộc về kinh tế, economic, thuộc về kinh tế. Và tính từ economical là tiết kiệm, economical, tiết kiệm. Danh từ unemployment là thất nghiệp, unemployment, thất nghiệp. Vậy thì chỗ trống này, các bạn lưu ý chỗ trống này, trước chỗ trống chúng ta có hai tính từ để bổ nghĩa và một mạo từ ờ. Vậy thì chỗ trống này chắc chắn là một danh từ mang nghĩa sự suy thoái. Vậy đáp án chính xác sẽ là câu D, depression, sự suy thoái. Và bên cạnh đó chúng ta có câu B, prosperity là sự thịnh vượng. Và bên cạnh đó chúng ta có câu B, prosperity, sự thịnh vượng. Prosperity, sự thịnh vượng. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ 3, incomplete sentences. Mời các bạn lật sách Starter TOEIC trang 101. Câu số 1, giáo sư Miller đã yêu cầu rằng tất cả các bài luận văn phải được viết bằng mực. Thì ở đây chúng ta có công thức subject cộng với là require cộng that cộng subject và cộng verb nguyên mẫu. Thì sau từ require cộng that chúng ta thấy có từ on paper là tất cả những bài luận văn. Tuy nó là số nhiều nhưng mà động từ ở đây là động từ to be vẫn giữ ở dạng nguyên mẫu các bạn ha. Động từ to be, và sau đó là bởi vì nó là thể bị động nên chúng ta cần động từ to be cộng với là verb. Verb 3 được viết, mà verb 3 sẽ là câu C, written. Và các bạn lưu ý ở đây một điểm ha, đối với lại từ write là viết thì verb nguyên mẫu là write, verb 2 sẽ là wrote và verb 3 là written. Các bạn lưu ý ha, write, wrote, written. Câu số 2, đứa trẻ này thì sắp sửa buồn ngủ bởi vì nó cảm thấy chán. Chúng ta có công thức was about to, hay mình gọi là be about to cộng verb nguyên mẫu sẽ là sắp sửa làm gì. Be about to cộng verb nguyên mẫu, sắp sửa làm gì. Đứa trẻ này thì sắp sửa buồn ngủ rồi bởi vì nó cảm thấy chán. Chán tính từ dành cho người sẽ là câu C, bored. Câu số 3, người chủ này thì đã quyết định sa thải thư ký của ông ta. Chúng ta có động từ fire là sa thải, và danh từ là đám cháy. Fire, động từ là sa thải, danh từ là đám cháy. Đồng thời ở câu A mình có động từ determine là quyết tâm hoặc là quyết định. Determine, quyết tâm, quyết định.
Vậy thì các bạn chú ý trên câu này, trước chỗ trống mình có động từ to be là was, vậy thì chắc chắn chỗ trống này mình cần một loại từ đó là tính từ để bổ nghĩa cho danh từ chỉ người, the boss. Mà tính từ bổ nghĩa cho danh từ chỉ người ở đây là dạng phân từ thì là hiện tại phân từ hay quá khứ phân từ các bạn. Ở đây mình sẽ dùng là quá khứ phân từ, verb thêm ed. Đáp án chính xác là câu C, determined. Câu số 4, bộ phim này thì rất là cảm động. Chúng ta có động từ move. Từ move này nó có hai nghĩa, động từ sẽ là di chuyển và tính từ có nghĩa là cảm động. Move động từ là di chuyển và tính từ là cảm động. Vậy thì bộ phim này rất là cảm động. Bản chất của bộ phim này là nó truyền cảm hứng đến cho người xem. Bộ phim này rất là cảm động, bản chất thật của nó là cảm động. Vậy thì ở dạng chủ động chúng ta sẽ dùng lại hiện tại phân từ ở dạng verb, verb thêm in. Đáp án chính xác là câu B, moving, cảm động. Câu số 5, he has his shoe. Ở đây chúng ta có công thức nhờ vả, have cộng danh từ chỉ vật cộng verb 3 và have cộng danh từ chỉ người cộng cho verb, verb nguyên mẫu. Và ở đây là has his shoe thì là danh từ chỉ vật, has cộng với lại danh từ chỉ vật, sau đó là verb, verb 3. Vậy chắc chắn chỗ trống này sẽ là verb 3. Vậy chúng ta xem nghĩa các bạn ha. Giày của anh ta thì được đánh bóng mỗi ngày. Đánh bóng là các bạn chọn đáp án là câu B, shined là đánh bóng. Câu số 6, cái tiếng ồn này thì thật là phiền toái. Ngay chỗ trống này chúng ta cần là một loại phân từ đóng vai trò làm tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ là this noise, chỉ sự vật, sự việc và mang nghĩa chủ động thể hiện bản chất của cái sự vật này. Bản chất của tiếng ồn này thì rất là phiền toái. Vậy sẽ dễ dàng chọn ngay được đáp án là câu B, annoying. Dạng verb in đóng vai trò làm tính từ. Câu số 7, thật là không dễ để mà làm cho cô ấy vui lòng một khi mà cô ấy buồn. Thì ở đây chúng ta có từ make và có hai công thức liên quan đến từ make. Thứ nhất là make cộng object cộng cho verb nguyên mẫu là buộc ai làm gì. Thứ hai, make cộng cho somebody cộng verb 3 hoặc là tính từ assertive làm cho ai cảm thấy như thế nào, nó mang nghĩa bị động. Thì ở đây chúng ta thấy thật là không dễ để mà làm cho cô ấy vui lòng. Thì làm cho cô ấy vui lòng ở đây là mang nghĩa bị động. Thì ở đây chắc chắn chúng ta cộng make cộng cho somebody cộng với lại verb, verb 3 hoặc là tính từ. Và đồng thời ở đây verb 3 ở đây tức là verb ở dạng thêm ed là quá khứ phân từ thể hiện cái sự bị động, đúng không các bạn? Đóng vai trò làm tính từ bổ nghĩa cho người, thể hiện cái việc mà mình bị tác động vào cái gì đó. Thì ở đây dễ dàng chọn ngay được đáp án là câu C, pleased. Câu số 8, có hai thanh niên trong số 14 người đã bị bắt. Chúng ta có từ teenager là thanh niên. Và đây chính xác là một câu rút gọn của mệnh đề quan hệ. Đáng lý ra một câu nguyên mẫu thì sẽ là two teenagers were among 14 people who were arrested. Đáng lý ra chúng ta phải có đại từ quan hệ là who và động từ to be là were và sau đó mới đến verb 3 là arrest. Tuy nhiên thì ở đây người ta rút gọn, bỏ đại từ quan hệ và rút gọn động từ to be, chỉ còn lại là đáp án là câu D, arrested. Câu số 9, cực kỳ là kiệt sức từ những công việc làm mệt nhọc cho nên là anh ta không thể nào mà lê bước nổi. Anh ta cực kỳ kiệt sức, cực kỳ mệt nhọc bởi vì công việc khó khăn. Vậy thì chúng ta cần một tính từ ở đây là thể hiện sự kiệt sức hoặc là mệt nhọc. Vậy đáp án chính xác là câu D, exhausted là kiệt sức. Exhausted, tính từ kiệt sức và nó bằng với fatigue, sự mệt mỏi. Câu số 10, cái người đàn ông mà đang mặc chiếc áo khoác màu đỏ là ai vậy? Thì đây cũng là một câu rút gọn mình đề quan hệ ở thể chủ động. Vậy thì cứ rút gọn mình đề quan hệ thể chủ động, chúng ta sẽ còn lại là verb in và người đàn ông đang mặc chiếc áo màu đỏ. Đang mặc sẽ là câu A, wearing. Câu số 11, cô ấy đã nói rằng cái bản báo cáo này thì có một chút dễ gây nhầm lẫn. Vậy thì dễ gây nhầm lẫn mà tính từ bổ nghĩa cho the report là một vật, là bản báo cáo. Bản chất của bản báo cáo này thì dễ khiến cho người ta bị nhầm lẫn. Vậy đáp án chính xác ở đây sẽ là câu C, confusing. Câu số 12, nước bị ô nhiễm thì không an toàn để uống. Vậy thì nước bị ô nhiễm chúng ta sẽ dễ dàng chọn ngay được đáp án là câu A, polluted. Thì
các bạn sẽ có một số bạn hơi thắc mắc chút xíu là trước đây mình nói là 99% nếu dùng cho vật thì mình sẽ dùng là tính từ thêm in để mà bổ nghĩa cho vật. Còn đối với người thì sẽ dùng là 99% tính từ thêm ed để bổ nghĩa. Tuy nhiên trong trường hợp này bản thân của nước là bị tác động. Chúng ta học rồi các bạn ha, phân từ khi mà nó đóng động tính từ, đóng vai trò làm tính từ để bổ nghĩa cho danh từ thì cứ chủ động thì chúng ta sẽ là động từ thêm in và bị động chúng ta sẽ là động từ thêm ed. Vậy thì nước ở đây bản chất của nước là trong sạch tinh khiết, nhưng mà ở đây là nó bị tác động làm cho ô nhiễm. Do đó là ở dạng bị động chúng ta sẽ là cộng với lại động từ thêm thêm ed. Đáp án chính xác là câu A. Tiếp theo câu số 13, anh ta có thể dễ dàng làm cho anh ta được hiểu nếu như anh ta cố gắng. Thì chúng ta có động từ là make cộng với lại đại từ phản thân, thì sau đó sẽ cộng với lại một verb, verb 3 hoặc là tính từ. Lúc này chúng ta học rồi ha, công thức làm cho ai cảm thấy như thế nào ở dạng bị động thì đây chúng ta cộng với lại một verb 3, hay là mình còn gọi là động tính từ ở dạng bị động, làm cho anh ta dễ dàng được hiểu. Được hiểu sẽ là câu C, understood, make himself understood. Các bạn đừng nhầm lẫn giữa câu C và câu D các bạn ha. Câu D là be understood, ở đây là dạng bị động, tuy nhiên nó là bị động trong câu bị động rồi. Nó đóng vai trò là động từ to be cộng với lại verb 3. Còn ở chỗ này câu C này, make cộng với lại him cộng với lại tính từ các bạn ha. Chính xác ở đây mình cần là một tính từ đóng vai trò, một động từ verb in, nó là hiện tại phân từ hoặc là quá khứ phân từ, nó đóng vai trò làm tính từ để bổ nghĩa cho người các bạn ha, làm cho anh ta được hiểu. Đáp án chính xác là câu C, understood. Câu số 14, chúng ta có nguyên cụm từ don't leave your bags unattended. Đáp án chính xác là câu C ha, đừng để những giỏ sách của bạn không được chú ý đến. Don't leave your bags unattended, đừng để túi sách của bạn không được chú ý đến. Nguyên cụm từ này là chúng ta rất hay thường gặp trong các lĩnh vực về du lịch hoặc là đi ở ngoài sân bay hoặc là nhà ga các bạn ha. Don't leave your bags unattended, đừng để những túi sách của bạn không được chú ý đến. Câu số 15, một vài khách hàng thì đã có chút nhầm lẫn về cái chính sách trả hàng của chúng ta. Một vài khách hàng thì có chút nhầm lẫn, ở đây chúng ta cần một tính từ bổ nghĩa cho người. Một vài khách hàng cảm thấy bị nhầm lẫn các bạn ha, bổ nghĩa cho người, con người ta bị tác động vào nên cảm thấy nhầm lẫn. Chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B, confused, cứ bổ nghĩa cho người thì chúng ta sẽ là thêm động từ thêm ed. Hay nói cách khác thì chúng ta chỉ cần nhớ đơn giản thôi, cứ chủ động là động từ thêm verb in, dùng ở dạng phân từ là động từ thêm verb in, đóng vai trò làm tính từ bổ nghĩa. Còn ở dạng bị động thì sẽ là động từ thêm ed, đóng vai trò làm tính từ dùng để bổ nghĩa. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần thứ tư, incomplete texts. Đoạn văn số 1, text number 1, mời các bạn lật sang trang 104, sách Starter TOEIC. Notice to all movie drama movie house managers, now that, chúng ta có cụm từ now that là vì rằng bây giờ. Now that the summer movie season is approaching, chúng ta có động từ approach là đến gần. Approach, đến gần. We at movie drama would like to remind all of our managers that food and drink sales should. Chúng tôi ở tại cái rạp chiếu phim movie drama thì mong muốn là nhắc nhở tất cả những người quản lý rằng đồ ăn và thức uống, doanh thu đồ ăn và thức uống cần phải tăng lên đến 200%. Vậy thì cần phải tăng lên, chúng ta có giới từ phía sau chỗ trống là by. Các bạn lưu ý khi mà mình sử dụng đối với lại phần trăm tăng lên hoặc giảm xuống bao nhiêu phần trăm thì chúng ta luôn luôn dùng với giới từ là by. Và ở đây là tăng lên 20%, tăng lên, vậy thì đáp án chính xác là câu A, increase. Các bạn lưu ý ha, increase là tăng lên và decrease là giảm xuống. Và cứ tăng giảm bao nhiêu phần trăm thì chúng ta sẽ luôn luôn dùng với lại giới từ là by. Tiếp theo, especially in the case of color and flavor water, sales increased by 300% to achieve. Chúng ta có động từ achieve là đạt được. Achieve, đạt được. To achieve the intended sales goals, we recommend putting. Để mà đạt được cái doanh thu, mục tiêu doanh thu ban đầu thì chúng tôi yêu cầu đề nghị rằng nên bỏ thêm muối vào các bạn ha. Bỏ thêm muối, bỏ thêm cái gì đó thì chúng ta sẽ dùng với lại từ là more, putting more salt on popcorn. Bỏ thêm muối vào trong cái
rang bơ. Vì vậy nó sẽ làm cho khách hàng mà cảm thấy khác hơn, và thay vào đó thì sẽ tăng làm tăng doanh số của nước uống. Đây là một chiêu rất là hay các bạn ơi, trong kinh doanh người ta bỏ thêm muối vào bắp mà rang bơ để làm cho khách hàng ăn xong rồi cảm thấy là mình khát nước, và khát nước thì sẽ mua nước, vì vậy thì sẽ là bán thêm được nước và làm tăng doanh số tiền bán hàng nước. Đáp án chính xác ở đây là câu C. Also be reminded that movie drama movie theaters are now selling sugar corn ice cream bars. The suggested selling price is $2, but each theater can set their own. Chúng ta có từ bar là thổi hoặc là que. Và chúng tôi cũng xin được nhắc nhở rằng ở rạp chiếu phim movie drama bây giờ cũng đang có bán cái kem, bán các thỏi kem sugar corn, và nó được đề nghị với giá bán là $2, nhưng mà mỗi rạp chiếu phim thì có thể thiết lập một cái giá riêng cho họ, một giá riêng cho họ là their own price. Chọn đáp án B các bạn ha. Và câu cuối cùng, cảm ơn và chúc bạn có một mùa hè thật là tuyệt vời, một mùa hè tuyệt vời. Tính từ ở đây sẽ là câu C, wonderful. Thank you all and have a wonderful summer. Rồi chúng ta sang bài văn thứ hai, text number 2, trang 105. The big news in sport today is whether boxing, chúng ta có danh từ boxing là quyền Anh. Boxing's quyền Anh, và champion là nhà vô địch. Champion, nhà vô địch. Whether boxing's champion Tyson Lewis will come out of retirement. Chúng ta có danh từ retirement là sự nghỉ hưu. Retirement, sự nghỉ hưu. Mà mình có retirement plan là kế hoạch nghỉ hưu, và retirement party là bữa tiệc nghỉ hưu. Retirement plan, kế hoạch nghỉ hưu. Retirement party, bữa tiệc nghỉ hưu. Tyson Lewis was the three-time world champion who quit boxing to become a children's book. Tyson Lewis là một nhà vô địch thế giới 3 lần liên tiếp, và anh ta đã bỏ đi sự nghiệp đánh bóc của mình để trở thành một tác giả viết sách cho trẻ em, hoặc là một nhà văn viết sách cho trẻ em. Vậy thì tác giả hay là nhà văn, chúng ta sẽ dễ dàng chọn ngay được đáp án là câu B, author. Author là tác giả hoặc nhà văn, và sẽ bằng với lại writer. Author bằng writer, nhà văn hoặc là tác giả. Tiếp theo, his most well-known, chúng ta có cụm tính từ well-known bằng với lại famous là nổi tiếng. Well-known bằng famous, nổi tiếng. His most well-known children's book is The Happy Big Girl Campaign. When asked why he gave up a multi-million dollars, cuốn sách nổi tiếng nhất dành cho trẻ em của ông ta là cuốn sách Chú Lợn Vui Vẻ Đi Cắm Trại. Và khi mà được hỏi rằng tại sao anh ta lại từ bỏ một cái sự nghiệp hàng triệu đô la, thì chỗ trống này chính là sự nghiệp các bạn ha. A multi-million là hàng triệu đô. Vậy thì nó bổ nghĩa cho danh từ ở đây mang nghĩa là sự nghiệp, một sự nghiệp hàng triệu đô la. Trong việc đấm bốc để đi mà viết sách cho trẻ em thì ông Lewis đã nói rằng bởi vì ông ta rất là thích trẻ con. Vậy thì sự nghiệp các bạn chọn xem là đáp án A hay C các bạn. Đáp án chính xác là câu C, career là sự nghiệp. Còn câu A, job là công việc thôi các bạn ha. Thì mình có thể làm một công việc, hai công việc một lúc luôn. Nhưng mà sự nghiệp của mình tức là cái duy nhất mà mình gắn bó suốt một cuộc đời luôn. Giống như là những người mà đi làm nghề giáo thì sự nghiệp của họ là sự nghiệp giáo dục. Còn những người làm kinh doanh thì sự nghiệp của họ là việc kinh doanh hoặc phát triển. Thì đó gọi là sự nghiệp. Còn công việc thì giống như là mình làm những công việc hàng ngày bình thường, như là công việc kế toán, công việc kiểm toán hay là công việc kinh doanh, thì đó gọi là công việc. Chúng ta không thích công việc này thì chúng ta bỏ, chúng ta làm công việc khác. Ok. Ông Tyson Lewis đã bị bắt gặp đang tập luyện tại trung tâm thể hình Rocky Stallone. Chúng ta có cụm từ fitness center là trung tâm thể hình. Fitness center, trung tâm thể hình. Vậy thì ngay chỗ trống này là một động từ là đang bị bắt gặp, đang tập thể hình các bạn ha. Đang tập thể thao thể hình. Thì trước đây chúng ta học một danh từ rồi, sự luyện tập thể dục thể thao là workout. Vậy thì động từ của nó sẽ là câu A, working out. Và các bạn lưu ý ha, khi mà mình viết liền nhau, workout, viết liền luôn, đọc là workout, workout. Nó là danh từ sự luyện tập thể dục thể thao. Còn mình tách riêng ra, workout là động từ tập luyện thể dục thể thao.
Ok, tiếp theo. And may be close to a return to sport boxing. If he returns, he will fight the current heavyweight champion, Buster Mark Fluster in Las Vegas. Can Tyson Lewis make a comeback? Many people include all of the... Có thể nào mà ông Lewis này có thể nào mà quay trở lại được hay không? Rất là nhiều người bao gồm cả những fan hâm mộ của tập truyện Chú Lợn Vui Vẻ này cũng hy vọng như vậy. Vậy thì bao gồm cả những người hâm mộ thì chúng ta có là the fan, người hâm mộ, đáp án C, the fans. Bên cạnh đó thì chúng ta có câu A là enemies là kẻ thù. Enemies là kẻ thù và câu D là opponent là đối thủ. Opponent, đối thủ. Tiếp theo chúng ta sang đoạn văn thứ 3, trang 106 các bạn nha. When most people think of movies, the city that comes to. Khi mà hầu hết tất cả mọi người nghĩ đến phim ảnh thì thành phố mà xuất hiện trong tâm trí họ đó là Hollywood. Vậy thì xuất hiện trong tâm trí là comes to mind. Câu số 9 chọn đáp án C. Mind là tâm trí. Hollywood is famous for its movie studio, and people often visit in the hopes of meeting a famous actor and or actress. Chúng ta có danh từ actor là diễn viên nam và actress là diễn viên nữ. Actor diễn viên nam, actress diễn viên nữ. But these days, Hollywood is not the only world city famous for movie production. Another city that is becoming. Nhưng mà ngày nay Hollywood không còn là thành phố duy nhất trên thế giới nổi tiếng về việc sản xuất phim ảnh nữa, mà có một thành phố khác đang dần dần trở nên nổi tiếng khắp thế giới, đó là Mumbai ở Ấn Độ. Vậy thì đang dần dần trở nên nổi tiếng là câu B, đáp án chính xác là câu B các bạn ha. Becoming famous around the world is Mumbai, India. Thật vậy, trong ngành công nghiệp giải trí thì Mumbai được biết đến như là Bollywood. Vậy thì chúng ta có danh từ đây là industry là ngành công nghiệp và entertainment industry là ngành công nghiệp giải trí. Entertainment industry, ngành công nghiệp giải trí. Vậy thì câu số 11 này chúng ta cần điền ở đây là một cụm trạng từ đứng đầu câu mang nghĩa thật vậy. Thật vậy đứng đầu câu là in fact, chọn đáp án C các bạn ha. In fact, thật vậy. Tiếp theo, India's Bollywood produce an average of 10 movies per day, and the movies are distributed throughout the world. Chúng ta có giới từ throughout là xuyên suốt. Throughout, xuyên suốt. Thì cái ngành công nghiệp Bollywood ở Ấn Độ này thì sản xuất khoảng là 10 bộ phim một ngày, và những bộ phim này thì được phân phối đi khắp trên toàn thế giới, và tất cả những bộ phim của Bollywood thì đường luôn luôn được đi theo cùng một cái kiểu mẫu giống nhau. Follow the same kiểu mẫu, ở đây một danh từ mang nghĩa kiểu mẫu đây là follow the same pattern, chọn đáp án D các bạn ha. Pattern là kiểu mẫu. Câu số 12 đáp án D, pattern, kiểu mẫu. Và đây có rất là nhiều loại như là hát, nhảy, hay phim hành động hay là phim lãng mạn, nhưng mà không hề có phim bán nu, không hề có phim mà hở hang sexy hay là những phim bạo lực các bạn ha. Và phim của ngành công nghiệp Bollywood thì luôn luôn là chỉ hoạt động trong vòng khoảng 3 giờ hoặc là hơn thôi các bạn ha. Nội dung của bộ phim thời lượng chỉ là khoảng từ 3 giờ hoặc hơn. Tiếp theo chúng ta cùng nhau bước sang phần thứ 5, Reading Comprehension, đọc hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bài đọc hiểu đầu tiên, trang 107, Parisian Hotel. Set in France during World War II, this movie takes a look at the life of one young lady who risked her life to save others. Chúng ta có động từ risk là liều mạng hoặc là mạo hiểm. Risk, liều mạng hoặc là mạo hiểm. Amazing is the only way to describe Sandra Dittany's portrayal. Chúng ta có danh từ betrayal là chân dung. Betrayal, chân dung. Of a hotel manager who saved the life of over 300 people in a Parisian hotel. Miss Dittany will probably find herself earning an Academy Award nomination. Chúng ta có danh từ Academy là viện hàn lâm. Academy là viện hàn lâm. Nomination là sự đề cử. Nomination, sự đề cử.
và An Academy Award Nomination là sự đề cử một giải thưởng của Viện Hàn Lâm các bạn ha. Tiếp theo chúng ta có từ kế tiếp luôn, based on là dựa vào. Based on, dựa vào. Based on a true story, this movie showed the bravery of a woman who stood up for what she thought was right. Playing at theaters nationwide beginning today. Chúng ta có danh từ nationwide là toàn quốc. Nationwide, toàn quốc. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào trả lời câu hỏi. Câu hỏi số 1. What kind of movie do you think Parisian Hotel is? Bạn nghĩ rằng cái bộ phim Parisian Hotel này là thuộc thể loại phim gì? Vậy thì chúng ta sẽ đọc lại bài các bạn thôi, chứ bạn xem ngay dòng đầu tiên của bài luôn. Nó có cái câu đầu tiên là set in France during World War II, là được thiết lập trong khung cảnh của nước Pháp trong suốt cái cuộc thế chiến thứ hai, tức là chiến tranh thế giới thứ hai. Vậy thì bộ phim này là một bộ phim nằm trong lịch sử rồi các bạn ha. Vậy các bạn tìm xem chỗ nào có từ lịch sử ha. Đáp án C, historical drama. Chọn đáp án chính xác là câu C ha, historical drama. Và mình có từ drama là kịch. Và nếu như bạn nào hay xem trên chương truyền hình cáp á, thì các bạn sẽ hay thấy là có kênh D-Drama. Là kênh này là chiếu phim nhiều nhất, có nhiều phim cổ trang và cũng có những phim mới các bạn ha. D-Drama là phim kịch hoặc là phim truyền hình. Câu số 2. About how old do you think Sandra Dittany is? Bạn nghĩ rằng cô Sandra Dittany này thì bao nhiêu tuổi? Thì hỏi về tuổi các bạn xem trong bài có đề cập không các bạn? Trong đề bài ngay câu thứ hai từ trên xuống, người ta nói là khi mà nhìn đến cuộc đời của một cô người phụ nữ trẻ tuổi, one young lady, của một người phụ nữ thật kỳ là trẻ tuổi. Vậy trẻ tuổi thì chắc cỡ khoảng mười mấy, 20 tuổi thôi đúng không các bạn? Vậy chúng ta dễ dàng đoán ngay được đáp án ở đây là câu B, khoảng 18 đến 19 tuổi. Còn câu A thì 14, 15 tuổi vẫn còn là teenager. Và câu C và câu D là 30, 40 tuổi thì là người lớn, phụ nữ lớn tuổi rồi các bạn ha. Không còn là young lady nữa ha. Đáp án chính xác của câu 2 là câu B. Câu số 3. Where can you see this movie? Chúng ta có thể xem bộ phim này ở đâu? Vậy thì ngay đoạn cuối cùng luôn, khi mà chúng ta đọc có từ nationwide các bạn ha. Ngay dòng cuối cùng của đoạn văn luôn ha. Cái vở kịch này được công diễn ở tất cả những cái rạp chiếu phim trên toàn quốc bắt đầu vào ngày hôm nay. Vậy thì bắt đầu toàn quốc thì chúng ta có thể xem ở bất cứ đâu cũng được. Chọn đáp án chính xác là câu A, at any movie theater. Tiếp theo chúng ta sang bài đọc thứ hai, trang 108. Children and Television. A lot of research has been done trying to determine the effect. Chúng ta có danh từ effect là sự tác động, sự ảnh hưởng. Và luôn luôn dùng với lại giới từ on. Và trong câu này chúng ta có là the effects of television viewing on your child, là sự ảnh hưởng của việc xem TV lên con trẻ của bạn. Effect, danh từ, sự ảnh hưởng, sự tác động, dùng với lại giới từ on. Và bên cạnh đó chúng ta có động từ là affect, tác động, ảnh hưởng đến. Affect, động từ, tác động, ảnh hưởng đến. Tiếp theo, some research show that television is harmful. But is television really harmful to your child? You know that your child loves to be entertained. Aren't children enjoy cartoons and movies? But are these things good for them? How can you monitor? Chúng ta có động từ monitor là quản lý, giám sát. Đồng thời nó cũng là danh từ là lớp trưởng. Monitor, động từ quản lý, giám sát, danh từ lớp trưởng. How can you monitor your child's television viewing? Here are some tips parents can take to have reduced television's negative effect on their children. Number 1. Watch television with your child. Too often TV is used as a cheap babysitter. Chúng ta có danh từ babysitter là người giữ trẻ, người trông trẻ. Babysitter, người trông trẻ. Know that your child is watching or don't be afraid of to turn up the TV if you think there's nothing good on. Number 2. Choose programs carefully. After watching a show, start a family discussion. Ask your children if they understand what the television program was about. Number 3. Don't let your children have a TV in their bedroom. Know what he or she is watching.
Televisions and computers should be kept in a common area. Chúng ta có tính từ common là chung, chung chung các bạn ha, common. In a common area so parents can see what their children are watching. Number 4, don't watch TV during meal times. Eating together is an important part of a family life. Using meal time to talk about, chúng ta có cụm từ talk about là nói về gì đó, bằng với lại là discuss, thảo luận về. Talk about bằng với là discuss, thảo luận về. Talk about the day's events. Ask your children about their day and tell them about yours. Number 5, establish. Chúng ta có động từ establish là thiết lập. Establish, thiết lập. Establish regular viewing times. Don't keep the television on all day. There are many educational programs out there, so use carefully. Television does have to be a meaningless. Chúng ta có dạng trạng tính từ, chúng ta có tính từ meaningless là ý nghĩa, không có ý nghĩa các bạn ha. Meaningless là không có ý nghĩa. There are many educational programs out there, so use carefully. Television does not have to be a meaningless. Chúng ta có tính từ meaningless là không có ý nghĩa các bạn ha, hoặc là vô nghĩa. Meaningless, vô nghĩa. Và danh từ distraction là sự sao lãng. Distraction, danh từ sự sao lãng. Meaningless là vô nghĩa và distraction là sự sao lãng. Và bây giờ chúng ta bước sang phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi số 4, who is this advice aimed at? Thì ai là cái người mà lời khuyên này có dụng ý hướng đến? Thì ở đây chúng ta sẽ dễ dàng đọc ngay, đọc xuyên suốt cái bài này rồi. Chúng ta thấy đề bài này là về trẻ em và tivi. Thì người ta khuyến khích cha mẹ nên xem phim cùng với trẻ em này, không nên để cho con mình xem phim một mình, đúng không các bạn ha? Thì thông qua bài đọc thì chúng ta cũng đã hiểu hết được nội dung rồi, và thì chúng ta dễ dàng chọn ngay được đáp án là câu C, parents. Mục đích của cái lời khuyên này là hướng đến parents. Và nếu như mà các bạn không biết được đó, thì chúng ta nhìn vào đoạn đầu tiên luôn các bạn ha. Hai dòng cuối cùng của đoạn đầu tiên mà trên năm cái mẹo đó các bạn ha. Thì làm thế nào để mà bạn giám sát được con của bạn xem TV như thế nào? Thì đây là một vài cái mẹo mà ba mẹ, các bậc phụ huynh có thể sử dụng để giúp làm giảm được cái ảnh hưởng tiêu cực của TV lên con trẻ của họ. Thì mẹo này chắc chắn là dành cho ba mẹ, và có 5 cái mẹo bên dưới các bạn ha. Tips là mẹo. Tiếp theo mình sang câu hỏi số 5. Why should the reader watch TV with his or her child? Tại sao thì người đọc cái mẫu quảng cáo này phải xem TV cùng với lại con của ông ta hoặc là cô ta? Tại sao các bạn? Thì chúng ta đọc ngay cái mẹo đầu tiên luôn các bạn ha. Cái mẹo number 1 thì là hãy xem TV cùng với con của họ. Bởi vì chúng ta có thấy có dấu gạch ngang ra giải thích ha. Bởi vì TV ở đây được sử dụng quá nhiều các bạn ha. Too often TV is used. Nghĩa là TV được sử dụng quá nhiều. Too often. Người ta đảo ngữ lên một chút xíu thôi. Đáng lẽ too often là đi sau used, nhưng mà người ta đảo ngữ lên một chút thôi các bạn ha. TV thì được sử dụng quá nhiều như là một người bảo mẫu rẻ tiền các bạn ha. A cheap babysitter. Một người bảo mẫu giữ tiền. Bởi vì vậy thì lý do ở đây chúng ta dễ dàng suy luận ra là câu C các bạn ha. TV thì không phải là một người giữ trẻ, cho nên là bạn phải xem TV cùng với con của bạn. Có rất là nhiều người chỉ bật TV lên để cho con ngồi coi để mà đi làm công chuyện các bạn ha. Không được như vậy. Đây là cái mẹo người ta khuyên như vậy các bạn ha. Câu hỏi số 6, which of the following tips was not mentioned above? Cái mẹo nào sau đây thì không được đề cập đến ở trên? Vậy thì chúng ta nhìn ngay vô trong bài đọc. Có 5 cái mẹo để bên dưới các bạn ha. Có 5 cái mẹo đưa ra, mình sẽ dịch nhanh thêm 5 cái mẹo này là gì các bạn ha. Mẹo đầu tiên đó là hãy xem TV cùng với con của bạn. Mẹo thứ hai là hãy chọn chương trình thật cẩn thận. Mẹo thứ ba là đừng để cho con bạn có TV trong phòng ngủ riêng. Mẹo thứ tư là đừng có xem TV trong suốt giờ ăn. Và mẹo thứ năm đó là hãy thiết lập một cái chương thời gian biểu để mà xem TV phù hợp. Vậy thì nhìn nhanh qua 4 đáp án ở đây, có đáp án nào là người ta không hề khuyên các bạn? Người ta không khuyên mình là make a list of good program. Trong 5 cái mẹo ở đây không có cái mẹo nào mà khuyên là nên hoàn thành một thực hiện một cái danh sách những chương trình hay cả các bạn ha. Tiếp theo câu số 7. According to the article, what other device should be keep
in a common area. Chúng ta có danh từ device là công cụ ha, device là công cụ. Vậy thì theo như bài báo này thì những cái công cụ nào mà nên được giữ ở trong cái khu vực chung các bạn? A common area là khu vực chung. Chúng ta học rồi, chúng ta vừa mới thấy cụm từ common area chỗ nào. Bây giờ chúng ta dò lại ngay chỗ common area các bạn. Nó là ngay chỗ cái mẹo number 3, cái mẹo thứ 3 các bạn ha. Vậy thì những cái nào được giữ, chúng ta sẽ dịch ngay mẹo thứ 3 luôn ha. Đừng để cho con bạn có TV riêng trong phòng ngủ. Và phải biết được rằng anh ta hay là cô ấy đang xem cái phim gì. Và TV hay là máy tính thì nên giữ ở trong khu vực chung của cả nhà. Vì vậy, để mà ba mẹ có thể nhìn thấy được là con cái của họ đang xem chương trình gì. Vậy những dụng cụ đó sẽ là TV hoặc là máy tính. Vậy thì chúng ta nhìn nhanh qua bốn đáp án. Đáp án ở đây sẽ là câu C, computer. Tiếp theo chúng ta sang bài đọc thứ 3, trang 109. Movie, drama, movie, theaters, recently. Chúng ta có trạng từ recently là gần đây. Recently, gần đây. Và động từ compile là thu thập, tập hợp. Compile, thu thập, tập hợp. Compile a list là thu thập được một danh sách các bạn ha. Compiled a list of the top movies in 2004. The movie are listed by title, total sales profit, production cost, genre. Chúng ta có danh từ genre là thể loại. Genre, thể loại. And leading actor, actress, after adding up the profit of all movie released. Chúng ta có động từ release là tung ra và bằng với lại từ launch. Launch bằng release, tung ra. Released in 2004. We came up with, chúng ta có cụm từ came up with. Từ came là quá khứ của từ come các bạn ha. Nguyên mẫu của nó là come up with là đưa ra. Come up with, đưa ra. We come up with the following result. Và dưới đây là cái bảng, thì chút nữa mình sẽ xem trong sách cái bảng này để mình trả lời câu hỏi các bạn ha. The movie listed from movies opening in movie drama movie theaters only. Movie drama movie theaters would also like to congratulate Aaron Rutherford for his award winning performance. Chúng ta có danh từ performance là sự trình diễn nghệ thuật và có nghĩa khác trong lĩnh vực kinh doanh đó là sự thực hiện các bạn ha. Performance, sự trình diễn hoặc là sự thực hiện. For his award-winning performance as Capital Mercury in the hit movie Outer Space. Chúng ta có cụm từ Outer Space này là ngoài không gian các bạn ha. Outer Space là không gian. Và chúng ta nếu mà bạn nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ biết được có trường ngoại ngữ không gian chính là từ này các bạn ha. Outer Space, không gian. As most viewers know, Aaron Rutherford recently returned from a 5-year break from movie making. 5-year break là sự nghỉ ngơi 5 năm các bạn ha. Đó là lý do vì sao 5 years này bổ ngữ cho break, danh từ, cho nên là years không có s, không có thêm số nhiều các bạn ha. Cái này mình học trước rồi, giống như lúc trước mà mình học là gara có 3 chỗ chứa 3 cái xe hơi đó các bạn ha. Thì đây là 5 year không có s, 5-year break, người nghỉ 5 năm. During that time, Mr. Rutherford worked in Cambodia helping handicapped children. Thì chúng ta có từ handicapped children, ở đây là trẻ em bị tật các bạn ha. Handicapped là trẻ em, những trẻ em mà bị tật không thể đi được hoặc là bị bại liệt luôn đó các bạn. Handicapped children. And was awarded the Heisman Medal. Chúng ta có danh từ là medal là huy chương. Medal for the world service. Medal, huy chương. Bây giờ chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi. Câu hỏi số 8. Which movie made the biggest profit? Bộ phim nào đưa đến được cái lợi nhuận cao nhất? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào cái bảng các bạn ơi, cái bảng đầu trang 109. Trong cái bảng đó có đề ra một số phim thì chúng ta để ý xem giá tiền ngay cái cột mà profit, cột thứ hai ha, các bạn dò xem cột đầu tiên luôn. Ngay cái đầu tiên là kiếm được 450,47 đô, đó là bộ phim Jolly Green. Vậy đáp án chính xác ở đây sẽ là câu B các bạn ha, rất là dễ. Đáp án là câu B. Sang câu số 9. Which film made the smallest profit? Vậy thì bộ phim nào có lợi ích là thấp nhất? Thì cũng đơn giản, chúng ta nhìn vô cái cột profit trong cái bảng đó. Và cái dòng cuối cùng đó là bộ phim Outer Space.
Đáp án chính xác là câu B, bộ phim ngoài không gian ha. Câu số 10, what kind of movie had the most total sales? Cái thể loại phim nào thì có tổng doanh số là cao nhất? Thì các bạn lưu ý chúng ta đừng nhầm lẫn giữa từ what kind of movie với lại từ which movie ở câu 8 các bạn ha. Which movie ở câu hỏi số 8 là bộ phim nào, tức là cái tên của bộ phim nào, cái bộ phim đó tên gì, bộ phim nào đưa lại lợi nhuận cao nhất. Còn câu số 10 này là loại thể loại phim nào các bạn ha. What kind of movie là thể loại phim nào là có tổng doanh thu là cao nhất. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhìn vào các bạn ha. Thể loại phim nào các bạn? Ngay từ thể loại đi bằng nghĩa với lại từ thể loại sẽ là từ genre các bạn ha, là cột thứ tư. Genre là cột thứ tư, là đồng cùng nghĩa với là chữ thể loại bằng với lại what kind of. Thì chúng ta có những thể loại đó, thì thể loại đứng đầu tiên mà có mức tổng doanh thu cao nhất đó là comedy. Dễ dàng chọn ngay được đáp án là câu B, comedy. Câu số 11, which actor actress spend time helping handicapped children? Cái diễn viên nam hoặc là diễn viên nữ nào mà dành nhiều thời gian để giúp đỡ những trẻ em tàn tật các bạn? Vậy thì mình vừa mới đặt thông tin rồi các bạn ha. Có một diễn viên tên là Mr. Rutherford các bạn ha, Rutherford. Hai đoạn dòng cuối cùng của đoạn văn luôn ha. Ông Rutherford thì đã làm việc ở Cambodia để mà giúp đỡ những trẻ em bị tàn tật và đã được tặng giải thưởng huân chương Higgins vì dịch vụ của thế giới ha. Chọn đáp án là câu D, Iron Rutherford. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang bài đọc cuối cùng của ngày hôm nay. Mời các bạn nhìn vào sách trang 110. Dear Miss Price, this is just a quick note to confirm that. Chúng ta có động từ confirm là xác nhận. Confirm bằng với lại verify, xác nhận. To confirm that I have 2 tickets for this Friday performance of Cast at the Bird Art Center. As I mentioned, chúng ta có động từ mention là đề cập. Mention, đề cập. As I mentioned before, the show starts at 8. Our senior, chúng ta có danh từ senior là cấp cao, người lớn tuổi. Senior, cấp cao hoặc là người lớn tuổi. Our senior sales manager and I will meet you in the lobby. Chúng ta có danh từ lobby là sảnh. Lobby, sảnh. In the lobby at 7:30. The company driver will pick you up at the motel at 7 o'clock. After the show, there will be a company dinner at the point. Please contact me if you have any question about the schedule. I have also enclosed. Chúng ta có động từ enclosed là đính kèm. Vậy các bạn còn nhớ mình học ba từ đồng nghĩa mang nghĩa là bao gồm, đính kèm, đó là include, enclosed và attach. Include, enclosed, attach, bao gồm, đính kèm. Also enclosed a show program that you might find interesting. Tiếp theo đây là bản thông báo về buổi biểu diễn Cats, a musical comedy about cats. The musical comedy, chúng ta có danh từ comedy là hài kịch. The musical comedy Cats is set in London's East End and follows the lives of a family of cats as they try and start their own newspaper publishing company. Chúng ta có tính từ publishing là xuất bản. Publishing, xuất bản. The father cat Frederico had a lifelong dream. Chúng ta có tính từ lifelong là suốt cuộc đời. Lifelong, suốt cuộc đời. A lifelong dream of having his own newspaper called Daily Mirror. Assisted by his lovely wife Tiffany, their daughters Lucida and Jane Vivi, and their slightly crazy son Penny. This family are failing, sings and jokes their way into everyone's heart. Chúng ta có động từ joke là nói đùa ha. Joke, nói đùa. As you watch the play, you will hear some musical treasures as Baby Don't Eat the Green Salami, The Marmalade Cat Suffer, and Unforgettable, I'm Not Crazy, Just Misunderstood. Because this is a sold down performance, chúng ta có tính từ sold down là đắt vé, sold down, đắt vé. A sold down performance on attendees, attendee là người tham dự, attendee, người tham dự. On attendees are requested, động từ request là yêu cầu, request, yêu cầu.
are requested to arrive 1 hour before the start of the show. Also, we ask you do not bring any pet dogs or mice to the show, as these animals will excite the actors. Chúng ta có động từ excite là gây kích động. Excite, gây kích động. Và bây giờ chúng ta cùng bước sang trả lời câu hỏi. Câu hỏi số 12. Whether Magic Hayward work? Ông Magic Hayward này làm việc ở đâu? Vậy thì cái từ khóa này chính là cái tên Magic Hayward. Chúng ta nhìn vô bài, cái lá thư ở trên các bạn ha. Lá thư ở trên trang 110 thì dễ dàng thấy được ngay Magic Hayward là người gửi lá thư, ông ta ký tên ở cuối lá thư luôn các bạn ha. Vậy thì chúng ta sẽ biết, để biết được thông tin của người gửi, chúng ta nhìn vào chỗ nào các bạn? Nhìn cuối lá thư và nhìn ngay góc đầu tiên bên tay phải của lá thư. Đó là thông tin của người gửi ha. Vậy chúng ta sẽ nhìn ngay góc đầu tiên, ngay dòng đầu tiên bên tay phải luôn. Có từ Wombat Publishing Inc. là tập đoàn sản xuất Wombat, thì ông ta làm việc cho công ty sản xuất xuất bản các bạn ha. Ông ta làm việc cho công ty xuất bản Wombat. Đáp án chính xác là câu C, Wombat Publishing. Câu số 13. What is the purpose of this letter? Mục đích của lá thư này là gì? Vậy thì lúc trước mình đã nói rồi, sơ qua rồi các bạn ha. Đối với tất cả các lá thư, khi mà hỏi về mục đích của lá thư thì chúng ta luôn luôn đọc ở đoạn đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào dòng đầu tiên của câu của lá thư này các bạn ha. This is just a quick note to confirm that. Đây chỉ là một cái ghi chú ngắn gọn để mà xác nhận lại. Thì chúng ta có là to confirm that, để xác nhận lại rằng là tôi có 2 cái vé cho buổi trình diễn vào tối thứ 6 này. Vậy thì đây là một lá thư dùng để xác nhận. Đáp án chính xác là câu D, to confirm plans. Câu hỏi số 14. What is the point? The point là cái gì? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm từ khóa là the point trong đoạn văn các bạn ha. Thì trong lá thư ở bên trên, ngay dòng cuối cùng của đoạn đầu tiên, ngay dòng cuối cùng chúng ta có là after the show, there will be a company dinner at the point. Vậy thì sau khi buổi biểu diễn thì sẽ có một bữa ăn tối cùng với công ty tại the point. Vậy thì the point này chắc chắn sẽ là một nhà hàng. Đáp án chính xác là câu B, a restaurant. Câu số 15. What kind of performance is cast? Cái buổi trình diễn của những con mèo này là buổi trình diễn gì? Vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng thấy ngay ở cái tựa đề của bức thông báo bên dưới luôn các bạn ha. Tựa đề của bức thông báo bên dưới là Cats, a musical comedy about cats. Vậy đáp án chính xác sẽ là câu B, a musical comedy. Câu số 16. What kind of business does the cat family want to start? Cái loại hình kinh doanh nào mà cái gia đình mèo này muốn tiến hành? Vậy thì lại thể loại kinh doanh nè các bạn. Chúng ta sẽ đọc ngay bảng thông báo bên dưới ha. Ngay đoạn đầu tiên luôn, hai dòng đầu tiên ha. Hai dòng đầu tiên. Cái buổi trình diễn hài kịch của nhà mèo này thì được tổ chức ở East End, London, và nó theo suốt một cái cuộc sống của một gia đình mèo, và họ đang cố gắng và bắt đầu sự nghiệp riêng của họ về một công ty xuất bản báo. Thì đáp án chính xác ở đây sẽ là câu D, a newspaper publishing company.